Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên họp thường kỳ thứ 37, thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháng 9, dự kiến chương trình hoạt động tháng 10. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 5 thành công tốt đẹp. 28 năm sau ngày tái lập, vượt qua vô vàn khó khăn thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai đoàn kết và sáng tạo để tạo lập nên một Lào Cai tươi đẹp và giàu sức phát triển. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, gương mẫu, những đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số được ví như hạt giống quý ở nơi vùng cao miền núi. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 30 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên họp thường kỳ thứ 37 thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháng 9, dự kiến chương trình hoạt động tháng 10. Tham dự có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong tháng 9, Thường trực, các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động giám sát thường xuyên, chuyên đề. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, trong tháng 9, Thường trực, lãnh đạo các ban, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã duy trì và thực hiện lịch tiếp công dân theo quy định, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân. Cụ thể đã tiếp 22 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, tiếp nhận 78 văn bản chỉ đạo giải quyết đơn thư, tiếp nhận 10 đơn thư đề nghị của công dân. Qua xem xét, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xử lý theo quy định. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hoạt động của Thường trực, các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tiến độ công việc. Đặc biệt là qua giám sát đã có kết luận, kiến nghị chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp thu ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân, quan tâm đến những vấn đề bất cập để tập trung giải quyết sao cho phù hợp đúng quy định. Về kế hoạch hoạt động tháng 10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban, tổ đại biểu tiếp tục hoạt động giám sát chuyên đề thường xuyên theo kế hoạch, có kế hoạch giám sát về thu hồi đất, mức giá đền bù và bố trí tái định cư cho nhân dân trên địa bàn thành phố Lào Cai. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã tiến hành xem xét cho ý kiến đối với các tờ trình đề nghị thỏa thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem xét thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, thống nhất lịch giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, cán bộ đoàn, hội qua các thời kỳ, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các tỉnh bạn cùng 201 đại biểu đại diện cho hơn 143.000 thanh niên trong toàn tỉnh. Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, cùng với phong trào thanh niên cả nước, trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà đã thực sự có những chuyển biến tích cực rõ nét. Các phong trào như Tôi yêu Tổ quốc và chương trình xây dựng phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên đã thực sự là động lực, là nguồn cổ vũ thúc đẩy thanh niên tích cực học tập, rèn luyện, sáng tạo, cống hiến và trưởng thành. Tính đến hết nhiệm kỳ, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ tư đề ra đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. 9 trên 9 ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, thành phố đạt vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, cấp hội đã tập hợp được 27.744 hội viên vào tổ chức, nâng tổng số hội viên lên hơn 85.000 thanh niên. Trên 90% cán bộ, hội viên thanh niên được tham gia học tập nghị quyết của Đảng, đoàn, hội các cấp và các chính sách pháp luật của nhà nước. Xây dựng 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, phát triển 358 mô hình làm kinh tế giỏi và mô hình câu lạc bộ, chi hội thanh niên hoạt động thường xuyên. Tư vấn giới thiệu và giải quyết việc làm cho trên 14.000 thanh niên nông thôn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lào Cai đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên mới có tâm, trí, tài, có tự trọng và tự chủ, tăng cường mở rộng các loại hình tập hợp thanh niên theo nhu cầu, ngành nghề, sở thích. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh chúng ta luôn đặt niềm tin và rất kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Mong rằng các bạn trẻ tiếp tục nối tiếp truyền thống của các thế hệ cha anh, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, xung kích sáng tạo, cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Kỳ vọng thế hệ của các đồng chí trong tương lai sẽ làm nên nhiều những cái chiến công, những cái thành tích, tạo ra những cái thành tựu thật sự là xứng tầm hơn, tức là cao hơn so với những thế hệ trước, và khai thác thật tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh Lào Cai. Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định, nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển mới, ngày càng khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức hội trong thanh niên và xã hội. Nhiệm kỳ mới mở ra với nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho thanh niên Lào Cai. Do vậy, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lào Cai cần lựa chọn những nội dung cụ thể, thiết thực, sát với nhu cầu của thanh niên ở địa phương. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, các tổ chức hội, các địa phương cần thường xuyên cung cấp thông tin, chủ động lắng nghe thanh niên, đề xuất những cơ chế, chính sách mới giúp thanh niên phát triển, làm kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cần tiếp tục được đổi mới cách làm, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị của địa phương. Phát huy tốt kiến thức chuyên môn, tiềm năng của thanh niên tỉnh để hoàn thành nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, có tính bền vững. Chương trình đồng hành cùng thanh niên Lào Cai lập thân lập nghiệp cần chú trọng tiếp cận nhóm thanh niên tài năng, nhóm thanh niên ưu tú, nhóm thanh niên tiêu biểu, có tác dụng dẫn dắt các nhóm thanh niên khác cùng phát triển. Với khẩu hiệu đoàn kết, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 5 gồm 35 thành viên. Đồng chí Vũ Cao Minh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên toàn quốc lần thứ 8 gồm 11 đồng chí. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý thuế, Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Trong đợt này, Bộ Tài chính quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế 35 tỉnh, thành phố trên cơ sở hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện. Trong đó, chi cục thuế khu vực Bắc Hà Simacai trực thuộc cục thuế tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất chi cục thuế huyện Bắc Hà và huyện Simacai. Như vậy, sau khi thực hiện sáp nhập, cơ cấu tổ chức của cục thuế tỉnh Lào Cai sẽ gồm 8 chi cục thuế trực thuộc, giảm 1 chi cục so với trước đây. Việc quyết định sáp nhập 2 chi cục được thực hiện dựa trên điều kiện tự nhiên, dân số, điều kiện cơ sở vật chất của từng chi cục và khoảng cách, mức độ thuận tiện của người nộp thuế. Ngoài ra, việc sáp nhập cũng thể hiện quyết tâm của ngành thuế Lào Cai trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và theo hướng tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế. Sau khi thực hiện sáp nhập, chi cục thuế khu vực Bắc Hà Simacai có trụ sở chính đặt tại huyện Bắc Hà, gồm 5 đội với tổng số 28 cán bộ, công chức và hợp đồng lao động. Chi cục sẽ trực tiếp quản lý trên 3.350 hộ kinh doanh cá thể và 90 doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện. Để tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế, đơn vị vẫn sẽ bố trí bộ phận một cửa tại huyện Simacai để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế trên địa bàn và quản lý hộ kinh doanh cá thể. Tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm chi cục trưởng chi cục thuế khu vực Bắc Hà Simacai đối với ông Phan Văn Toàn và một số nhân sự chủ chốt của chi cục thuế khu vực. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10 năm 1991 là một dấu mốc đáng ghi nhớ trong dặm dài dựng xây và phát triển của Lào Cai.
Theo quyết định của Quốc hội, đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai được tái lập trên cơ sở chia tách với tỉnh Yên Bái từ mái nhà chung Hoàng Liên Sơn. 28 mùa thu trôi qua, kể từ ngày tái lập là chặng đường không dài trong lịch sử, nhưng đó lại là quãng thời gian ghi dấu những nỗ lực tuyệt vời của người Lào Cai vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, đoàn kết và sáng tạo để tạo lập nên một Lào Cai tươi đẹp và giàu sức phát triển hôm nay. Lào Cai, một ngày của mùa thu năm 2019. 28 năm về trước, cũng một ngày thu, tỉnh Lào Cai được tái lập. Vươn lên từ nền tảng thấp kém về mọi mặt, đặc biệt là về kết cấu hạ tầng và hàng loạt các vấn đề xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai đã luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo trong phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ để trở thành điểm sáng là tỉnh dẫn đầu về nhiều mặt của cả vùng Tây Bắc. Đặc biệt là trong ba nhiệm kỳ gần đây, thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về chăm lo phát triển khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tỉnh Lào Cai đã tiếp tục xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, cụ thể hóa bằng chủ trương hướng mạnh về cơ sở và đang thực sự khởi sắc từng ngày. Sự khởi sắc có thể đo đếm bằng những con số hiển hiện trên những đồng lúa nương ngô chịu bông, nặng hạt hay trong nếp sống, nếp sinh hoạt ở mỗi mái ấm gia đình nông thôn. Một số hộ gia đình một năm thu trên 200 triệu, 300 triệu đồng một năm. 100% các hộ gia đình đều có tìm 2 đến 3 xe máy và có thể là 100% các hộ gia đình đều có TV xem truyền hình. Có nên là 70% số hộ gia đình, 80% số hộ gia đình là có máy tủ lạnh để sử dụng phụ gia đình. Cái thứ ba nữa là hiện nay trên địa bàn Lông Pô, nói riêng Lông Pô là chúng ta đã có 3 cái ô tô. Sau 4 năm thực hiện 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15, lợi thế trong phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, du lịch và nông nghiệp đã tiếp tục được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hoạch định để phát triển lên tầm cao mới. Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh hàng năm luôn được duy trì ở mức cao. Đến năm 2018, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt trên 35.000 tỷ, số thu ngân sách nhà nước đạt 8.368 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 62 triệu đồng một năm, cao hơn so với mức bình quân của cả nước. Chặng đường đi tới tương lai mà trước mắt là mục tiêu trở thành tỉnh phát triển, hàm nghĩa là đứng đầu, dẫn đầu của vùng Tây Bắc vào năm 2020, như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra, sẽ vẫn còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn thử thách. Nhưng kể từ thời điểm tái lập tỉnh năm 1991 đến nay, một trong những điều động lại sâu sắc nhất trong vai trò cầm lái của Đảng bộ tỉnh Lào Cai là sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và khả năng vượt khó để khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương. Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc là một cái vừa là cái nền tảng, vừa là nhiệm vụ chính trị và có thể nói là điều kiện quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững đối với tỉnh Lào Cai. Đó chính là bài học hết sức quý giá của Đảng bộ tỉnh từ khi thành lập cho đến nay và ngày càng được nâng lên. Đó chính là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân đối với toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Cùng thống nhất về nhận thức, rồi cùng thống nhất để có những cái hành động nó thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, rồi thực hiện các nhiệm vụ chính trị phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh cũng như phục vụ cho cái việc nâng cao đời sống mọi mặt trong nhân dân. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi lên thăm, làm việc với tỉnh Lào Cai đều khẳng định Lào Cai là một điển hình của cả nước trong việc vận dụng sáng tạo chủ trương chỉ đạo của Trung ương, khắc phục thành công mọi khó khăn, tận dụng triệt để các tiềm năng, lợi thế để tạo sức bật cho tiến trình phát triển. Những thành công của Lào Cai không chỉ có giá trị đối với riêng địa phương mà còn để lại nhiều kinh nghiệm quý cho các địa phương khác tham khảo và vận dụng. Trong một thời gian ngắn mà đặc biệt sắp kết thúc nhiệm kỳ lần này thì Lào Cai các đồng chí đã có thể nói phát triển toàn diện phù hợp với thế mạnh của địa phương, kể cả công nghiệp, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao. Trong đó đã giải quyết tốt vấn đề tâm chất phát triển kinh tế, xã hội, môi trường đã được chú trọng và đều đặc biệt là có nhiều lĩnh vực đột phá nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đội ngũ cán bộ trưởng thành, lan lộn, đoàn kết, chính vì thế mà có môi trường đầu tư ở Lào Cai năng động hơn, thu hút hơn.
Những thành tựu kỳ diệu Lào Cai đạt được trong suốt quá trình 28 năm từ khi tái lập tỉnh cho tới hôm nay cho chúng ta niềm tin vào một chặng đường tăng tốc phát triển nhanh, bền vững hơn, ghi thêm những dấu mốc đáng tự hào nơi địa đầu biên cương Tổ quốc. Sáng ngày 30 tháng 9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác thông tin tuyên truyền tháng 9, định hướng công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành trong khối tuyên truyền, đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú trên địa bàn, các đơn vị có bản tin, cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong tháng 9, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng, tập trung thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của tỉnh, cùng các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó đã tập trung phản ánh sinh động, đậm nét các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 61 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lễ khai giảng năm học mới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các địa phương. Những kết quả tích cực về kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2019. Những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tại các ngành, địa phương, đơn vị. Hội nghị đã định hướng một số nội dung trọng tâm thời gian tới, đó là tiếp tục tập trung tuyên truyền về thực hiện các mục tiêu nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền những kết quả đạt được về kinh tế xã hội trong tháng 9, những chủ trương, biện pháp, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm, công tác chuẩn bị tham gia hội chợ kinh tế thương mại biên giới Việt Trung. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ 3. Chiều ngày mùng 1 tháng 10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ 3 sẽ diễn ra phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng. Phiên chủ bị sẽ tiến hành bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, thông qua chương trình đại hội phiên chính thức và nội quy quy chế đại hội. Tại phiên chính thức diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 10, Đại hội sẽ nghe báo cáo tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019, tham luận, thảo luận về các thành tựu đã đạt được, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam. Với chủ đề các dân tộc tỉnh Lào Cai đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ 3 sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh quyết tâm phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong thời kỳ đổi mới hội nhập, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp văn minh. Thưa quý vị và các bạn, những đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số được ví như hạt giống quý ở vùng cao miền núi. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, gương mẫu trong việc làng, việc nước, họ đã có được niềm tin của nhân dân, chung sức đồng lòng xây dựng cuộc sống mới ở nơi dẻo cao. Từ nhận thức đó, những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các địa phương của tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, đảng viên trẻ Sùng Sơ Xà lại tất bật với công tác vận động học sinh ra lớp. Là một người con của bản Mông ở Tả Ngài Trồ, huyện Mường Khương, lại là cán bộ xã, anh Xà luôn đau đáu tâm nguyện làm sao cho thôn bản mình ngày càng phát triển, giàu mạnh và văn minh. Chính vì vậy, bất kể trời mưa gió, bước chân của đảng viên trẻ người Mông gương mẫu ấy vẫn miệt mài, lặn lội tới tận những thôn bản xa xôi, cùng các thầy cô giáo gọi học sinh đến trường. Là người dân tộc thì cũng rất là thuận tiện cho những cái việc mà tuyên truyền vận động phụ huynh, muốn tuyên truyền vận động để phụ huynh và cho các cháu đi học thì là phải tuyên truyền vận động để bà con phụ huynh phải nắm được cái chữ, tầm quan trọng của cái chữ như thế nào. Thì là chúng tôi tuyên truyền và nói bằng tiếng dân tộc thì qua tuyên truyền thì phụ huynh của các cháu cũng hiểu và cũng đồng hành cùng chúng tôi. Không riêng ở Tà Ngài Trồ mà tại hầu khắp các địa phương vùng cao Lào Cai, vai trò của những đảng viên tiêu biểu như anh Sùng Xeo Xà đang được phát huy một cách tích cực. Như tại thôn Nậm Than, xã Nậm Cang, huyện Sapa, chi bộ ở bản Mông này có tới 46 đảng viên, đa phần là đảng viên trẻ. Khát vọng cống hiến, nhiệt huyết của những đảng viên trẻ đã tạo động lực mạnh mẽ cho thôn Nậm Than đổi thay từng ngày.
riêng bản thân mình thì lúc nào mình cũng phải đi đầu trong tất cả các cái phong trào. Mình phải gặp gỡ bà con này, hãy tìm hiểu về tất cả những cái phong tục, tất cả những cái bản sắc để mình vận dụng vào những cái câu tuyên truyền làm sao cho nó phù hợp để cho bà con nó nghe. Khó khăn lớn nhất trong công tác phát triển đảng viên ở khu vực dân tộc thiểu số chính là nguồn quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số không nhiều. Trong khi yêu cầu công tác phát triển đảng vẫn phải là chất lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao chất lượng nguồn quần chúng ưu tú trong cộng đồng dân cư, tạo nguồn cho đảng là một nhiệm vụ được các chi đảng bộ đặc biệt quan tâm. Phát triển đảng viên thì là không chạy theo số lượng, chất lượng phải được quan tâm và được bồi dưỡng đào tạo thường xuyên. Trong ấy cũng quá trình theo dõi để giới thiệu đi học cảm tình rồi để kết nạp ấy thì là cũng chúng tôi cũng quan tâm vào những quần chúng thực sự yếu tố và người ta rất tha thiết để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Thì theo nghị quyết đại bộ huyện lần thứ hai thì là giao cho xã Nại Cang này cứ mấy năm phát triển từ 10 đến 12 đảng viên, nhưng mà hầu như là tất cả các cái năm bắt đầu từ năm 2015 cho đến nay thì là năm nào chúng tôi cũng vượt chỉ tiêu tức là phát triển được 15 đảng viên. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có trên 9.800 cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số, trên 18.500 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm gần 40% số đảng viên toàn tỉnh. Những con số trên đã khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên người dân tộc thiểu số đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và những hạt giống vẫn đang được ươm mầm, tạo điều kiện để phát triển, để cán bộ đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển của bản làng, quê hương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.